khởi tố 6 nhân viên quán nhậu tranh giành khách gây náo loạn phố Bùi Viện. Chỉ vì tranh giành khách, hai nhóm nhân viên của hai quán trên phố Tây Bùi Viện xông vào hỗn chiến khiến du khách đang lưu trú ở đây hoảng hốt. Công an quận 1 sau khi điều tra đã ra quyết định khởi tố 6 đối tượng là nhân viên của hai quán nhậu. Sau một thời gian điều tra làm rõ hành vi của từng đối tượng, ngày 23 tháng 4, Công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ hỗn chiến tranh giành khách trên phố Tây Bùi Viện. Phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, tối ngày 8 tháng 4 khiến nhiều người bị thương. Camera ghi lại hình ảnh nhân viên của hai quán nhậu xông vào hỗn chiến vì mâu thuẫn tranh giành khách. 6 đối tượng bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng gồm Lại Tuấn Kiệt, sinh năm 2002, quê Tiền Giang, Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, sinh năm 2002, quê Bà Rịa Vũng Tàu, Nguyễn Văn Châu, sinh năm 1983, ngụ quận 1, Nguyễn Anh Tiến, sinh năm 1998, ngụ quận 4, Hồ Ngọc Truyền, sinh năm 1972, ngụ quận 6, Nguyễn Thiện Trung, sinh năm 2002, quê Đồng Tháp. Công an quận 1 tiếp tục truy xét các đối tượng của hai nhóm đang bỏ trốn để xử lý. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên giữa Trung, nhân viên quán KK và Kiệt, nhân viên quán SP, xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau liên quan đến việc mời chào khách vào quán nhậu của mình. Khoảng hơn 10 nhân viên của hai quán đã xông vào nhau dùng chân tay, ghế nhựa, vỏ chai bia đánh nhau gây hỗn loạn phố Tây Bùi Viện. Nhận được tin báo, công an phường Phạm Ngũ Lão xuống hiện trường, hai nhóm mới bỏ chạy. Trong lúc hỗn chiến, Truyền và Tuấn bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.